Ngày ngủ đêm thức làm sao giữ được chồng. Con trai bây giờ yêu quá nhiều người một lúc, không biết quý trọng người ngày ngày ở bên ta. Có được quan đồng thì rượu chè rồi gái bu, hôn nhân bây giờ đóng cái lại là chia tay. Người ngày xưa yêu nhau chữ tình đặt hàng đầu, ngày nay chữ tiền hàng đầu. Trai gái yêu nhau bây giờ cùng suy nghĩ, nhà giàu hay khôn khó rồi ba má làm gì. Tuổi đời hơn 20, số mình thật là nghèo, hằng đêm vẫn thường vào mạng ngắm nghía mây em. Chân dài tới lạnh, nhìn toàn em sang chanh, mình đâu dám làm quen. Phải đẹp trai ăn chơi, lắm tiền nhà điều kiện, bọn em mới chịu gặp mặt, bay lắc đi ba. Tiêu tiền đô la, chạy toàn xe tay ga và bốn bánh cơ mà. Thôi số mình nghèo lên cứ léo tèo vậy thôi, chớ mơ áo huyền vì mình có với được đâu. Bao nhiêu gái đẹp cũng chỉ ngồi mà ngắm, hót rỡ chân dài chỉ để dành cho đại gia. Tuổi đời hơn 20 thế mà chẳng có bố, hàng đêm vẫn lầm một mình điều thuốc trên tay, hai bình rượu lên để đời quên đi hết buồn đau lắm cơ hàn. Giây phút bên nhau lầy mỗi đoạn đầu hay nhất cho quyền trong quầy. Người về đoạn đầu buồn cười nhớ, người nhớ chị chết rồi thương cho bài xem không không cái đoạn đầu hay à, đoạn đầu hay bóng giờ xe đâu rồi bóng đấy à. Quá tránh đi em tao gì.